Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình có một con động cơ toàn phát 2V2 nhé. Con này là chạy máy cưa. Người ta mang đến đây kêu là nó bị gió điện nhé. Đây là mình đo đồng hồ xem có gió điện không. Cái đồng hồ này nói chung là đồng hồ nó chỉ đo được nếu mà gió lặng thôi. Đây người ta bảo giò là lúc giò nó không nhá, nó chập chờn nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Không này. Giò vào. Đấy, có nhích này. Thấy không? Kim đồng hồ nó có nhích một chút thôi. Không biết mọi người nhìn rõ. Đây, kim này. Kim có nick. Rồi mình sẽ tháo ra mình kiểm tra nhé. Điện là người ta dùng át chống giò ấy. Bật lên là nó nhảy át nhé. Tụ đút trong vỏ này thì tụ không thể giò điện được rồi. Tụ này bị phồng này. Tụ khởi động bị phồng này. Phồng căng. Đây phồng đít mọi người xem. Lõn đít này. À, chỗ kia này không phải tụ đâu. Kiểm tra cái khác đây. Kiểm tra phần khác. Đây mình sẽ rút hai dây văng ra. Và mình tháo bên trong máy kiểm tra nhé. Trực tiếp hai dây băng đi xem có bị giò điện không, xem có giò điện từ dưới băng nhé. Mình tháo tung ra mình kiểm tra xem có bị điện sao không. Không thấy gì. Ok, sẽ tháo tung máy ra nhé, bùng máy ra kiểm tra nhé. Thank you.
mùn mạt quá mình sẽ vệ sinh qua nhá, xem kiểm tra lại xem nó giỏi ở đâu. Đây mình vừa vệ sinh qua này. Đây con này là giò điện thì là đúng rồi. Đây mình chỉ cho mọi người xem cái chỗ giò điện. Để mọi người nhìn rõ không? Đây. Bị sun bìa nhá. Con này giò điện là đúng rồi. Đây nhá, cho mọi người nhìn rõ nhá. Mình gần nhà cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn trên này nó bị sun bìa. Đó, còn tiếp đây nữa. Đây. Đấy, mọi người nhìn chưa? Bìa khách điện sun hết rồi. Đây bộ dây bị om nhá. Đây cho mọi người xem bộ dây. Nè. Bị om chưa? Đấy, om hết. Mà sao không giò điện? Cái này bình thường nó sẽ không giò điện, nhưng mà khi chạy nóng lên, đó, cho mình xem. Khi chạy nóng lên là nó sẽ bị giò điện nhá. Đó, mình chỉ cho mọi người mấy cái chân nó bị sùn này nhá. Đơn giản đây thôi, nó giò điện thôi mọi người nhá. Đấy, bìa cháy hết đây. Con này bìa cháy hết. Đó, mọi người nhìn rõ chưa? Đây. Đây chính là lý do giò điện nhá. Con này chỉ có quấn lại thôi. Con này chỉ có quấn lại thôi mọi người nhá. Nay chia sẻ đến đây mình không còn gì cả nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video của Đức Anh nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.